Sáng ngày 26 tháng 10, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tổ chức lễ kết nạp đảng viên tới sự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng ban tổ chức quận ủy, đồng chí Phạm Thanh Hà, Bí thư Tri bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận. Theo các quyết định số 1045, số 1046, ngày 29 tháng 9 năm 2013, Ban thường vụ quận ủy quyết định kết nạp quần chúng Trần Thị Nhung, quần chúng Phan Thị Thanh Quyên và Đảng Cộng sản Việt Nam và trải qua thời gian dự bị 12 tháng. Phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Phạm Thanh Hà, Bí thư tri bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, chúc mừng đồng chí Trần Thị Nhung và đồng chí Phan Thị Thanh Quyên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hai đồng chí đảng viên mới thực hiện tốt bốn nhiệm vụ của người đảng viên theo điều lệ đảng quy định. Các đồng chí được phân công, tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để hai đồng chí đảng viên dự bị sau 12 tháng được trở thành đảng viên chính thức.